Vào đây thì cũng mua một cái phần quà nho nhỏ, nhu yếu phẩm để cho gia đình của nhà anh Lầu. Đây là cái món quà của cô Lê Trương có gửi cho đến gia đình của nhà anh Lầu đây. Thì một hai hôm nữa thì mình sẽ đến trao cho gia đình của nhà anh Chứ, cũng là gia đình nhà 8 người, với cả gia đình của nhà anh Lùng. Đây là cái món quà của cô Lê Trương có gửi cho Mỹ Linh. Thì Mỹ Linh sẽ gửi lại cho, thay mặt cô Lê Trương để gửi lại cho các hộ gia đình ở đây, đặc biệt là ba cái hộ gia đình ở đây nhá. Hiện tại đang trên đường đi xuống. Cơm mà gia đình nấu với buổi sáng ngày hôm nay là mềm mén đấy các bác. Với cả ăn với rau rau bí như thế này thôi đây các bác. Rau bí thì bà con hái về sắn để như thế này rồi. Cũng chỉ ăn như thế thôi à, không còn thịt gì hết à. Hiện tại thì Linh đang trên cung đường đi vào trong gia đình của nhà em gái, gia đình nhà 8 người. Thì hôm trước thì Mỹ Linh cũng nhận được những cái số tiền của cô Lê Trương. Thì hôm nay Mỹ Linh đang trên cung đường khu vực mà Hoa Mạng Đá để mang những nhu yếu phẩm mang vào cho bà con, đặc biệt là gia đình nhà 8 người. Đây các bác xem, đây là khu vực Hoa Mạng Đá. Hiện tại thì có những cái cây ngô đã che lấp đi những cái dải đá màu đen. Các bác xem, nếu mà không có những dải ngô như này thì chúng ta xem những cái cảnh ở đây thì nó nguyên là toàn đá là đá thôi, một cái cảnh rất nhìn rất là chết chóc. Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh. Thảo Mỹ Linh xin chúc tất cả cô bác anh chị trên kênh của Thảo Mỹ Linh một sức khỏe dồi dào và thành công trong công việc. Hôm nay thì Mỹ Linh đang có mặt tại thôn Làng Tỉnh Giáo B. Thì tiếp theo cái chương trình của mình thì hôm nay Mỹ Linh lại tiếp tục vào thăm cái gia đình của nhà em gái anh Lùng, gia đình còn 8 người. Thì rất vui là trên kênh của Mỹ Linh lại tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ cô Lê Trương ở Mỹ. Thì cô có gửi cho Mỹ Linh là 5.500.000 đồng. Thì hôm nay Mỹ Linh sẽ trích cái số tiền của cô để mua gạo cho gia đình của nhà em gái anh Lùng. Thì cô cũng có bảo là Mỹ Linh sẽ mua gạo cho các hộ gia đình đây. Thì hiện tại thì gia đình nhà anh Lùng với cả gia đình nhà 8 người, gia đình nhà anh Chứ hiện tại không có ở nhà, chỉ còn mỗi gia đình của nhà em gái anh Lùng ở nhà. Thì hôm nay Mỹ Linh đã quyết định vào đây để mua một ít nhu yếu phẩm cho bà con, đặc biệt là chỗ gia đình nhà 8 người đó. Thì các bác cũng biết là trong cái thời gian này thì do bà con đang trồng ngô nên ngô mới bắt đầu lớn thôi. Bà con bây giờ, bà con ở đây thì đang rất là thiếu lương thực trong gia đình. Thì vì là bà con ở đây thì ngô bà con chỉ trồng gọi là chắc nó chỉ đủ ăn 4 đến 5 tháng thôi các bác. Mà một năm thì bà con chỉ được trồng một vụ ngô 6 tháng này. Thì quý vị khán giả cũng biết là bà con ở trên vùng cao gặp rất nhiều khó khăn. Và đặc biệt cái năm nay thì là cái thời tiết nó cực kỳ là khắc nghiệt. Thế nên là cái cây ngô mà cái sự phát triển của cây ngô và bắp ngô nó không thể to. Và thực sự là năm nay là Mỹ Linh sẽ đoán năm nay là sẽ là một năm khó khăn cho bà con ở vùng cao và thiếu lương thực, cực kỳ là thiếu thực. Và bây giờ mời tất cả các bác cùng với Mỹ Linh đi vào trong này để mua gạo và một ít mắm muối mì chính cho gia đình của nhà em gái anh Lùng. Đây bây giờ thì mình đang đi vào trong này để mua gạo luôn các bác. Tại vì là nếu mà Mỹ Linh mua ở ngoài huyện vào thì nó chở rất là vất vả. Nên là Mỹ Linh cũng quyết định là đi vào trong này mua. Ở chỗ này thì cũng có cái quán tạp hóa cũng gần chỗ nhà của em gái anh Lùng. Đấy. Anh ơi, gia đình mình có gạo nhờ anh nhỉ? Có mà. Có rồi. Có loại bao nhiêu tiền đấy? Có loại 140. Loại 10 cân với loại 50 cân, 50 cân là 630. 630 một bao? Vâng. Thế loại bên này? Loại này là vào 601 rồi. À, loại đấy loại rẻ hơn gì? Loại này, là 601. Vâng. 600 được không? Thường thường là bọn nó hay ăn, rồi lấy thì để lại cho một bao. Đó, một bao 50 cân này là 600 nghìn. Vâng. 600 nghìn một bao các bác. Ông thì anh hộ em vận chuyển ra đến đường bên kia nhá. Được không? Rồi. Tại vì bây giờ em mua em cũng không thể chuyển đi được. Đấy, anh một bao thôi. Xong anh chuyển hộ em ra đấy đến tí gia đình nhà này kia nó khác lên lấy. Trời ơi, đấy, được. Một bao này. Nhanh, có cá khô. Cá khô hiện tại hết rồi. Hết rồi. Vâng. Đến nọ. À, không gọi được à? Vâng. Mùa này lại không có cá khô à? Không có. Thế cho em một ít là muối với cả cho bà con tí. Muối với mì chính đấy không? Muối này. Muối này, mì tôm này. Đây, hiện tại mình đang ở đây để mua đồ nha các bác. Lấy mấy gói nhỉ? Anh cứ muối đấy là bà con hay ăn đấy là muối. Đây muối đây này.
Gói đến bao tiền đấy? 9.000 à. 9.000 à? Thì bà con ở đây hay ăn muối nhiều ấy. Thứ cho 4 gói đi. Cho 4 gói muối. Bà con vùng cao là cực kỳ là thích ăn muối các bác. Muối, đấy anh cho luôn. Đâu còn à, có mì tôm không? Có. Cho một kiện là coco mi với. Vậy loại 100 gói nhá. Loại 100 gói bao nhiêu tiền? 280. 280. 280. Được, cứ lấy một thùng đấy đi. Thôi tại vì là các bác biết là thời gian này thì bà con cũng rất vất vả, thôi mình cũng mua nó nhiều hơn tí để bà con có thể cho, đặc biệt là các em nhỏ ăn. Đấy. Đấy, cho lên xe luôn anh. Thì anh ấy vận chuyển hộ Mỹ Linh đi xuống chỗ cái đoạn đường làng tỉnh giáo B. Ngay đoạn đó tí gia đình khác lên vận chuyển xuống. Đấy xong anh tính tiền hộ em luôn, mì tôm với cả ít bánh kẹo với cả dầu ăn với cả muối. Thì rất tiếc là hôm nay Mỹ Linh đến đây thì không có cá khô. Thì mua ít cá khô cho bà con nhưng mà lại không có các bác. Đâu tính nào? 1.066.000 đến 1.060.000. 1.060.000 à? Gạo là 600 đúng không? Rồi. Bánh này, 3 gói bánh là bao tiền? À 4 gói bánh là bao tiền? 1 gói là bao tiền? 10.000 thôi. Là 40.000. 60.000. Cái này là bao nhiêu rồi? 20. 20.000. Dầu ăn? 90. Dầu ăn là 90 à? Ừ. Muối 36.000. Muối là 36.000. Mì tôm? 280. Là 1.060.000. À 066.000, anh lấy 1.060.000. Xong anh hộ em vận chuyển xuống đấy nhá, xong em cũng đi xuống đấy luôn. Kẹo chính sách nhá. Vâng, vâng. Em gửi tiền với. Đây, 500, 1 triệu, 60.000 nữa luôn. Ok nhá. Đây, em xách một cái kẹo này thôi gì? Rồi rồi. Ok, ok. Thế bây giờ mời các bác cùng với Mỹ Linh ra chỗ tuyến đường Hấu Chua để... À, tuyến đường làng tỉnh giáo B để xuống chỗ gia đình của nhà 8 người kia. Hiện tại thì anh chủ quán thì đang hộ Mỹ Linh vận chuyển thì, đi xuống chỗ cái tuyến đường làng tỉnh giáo B. Và cái tuyến đường được cô bác, anh chị hỗ trợ cho bà con đổ cái tuyến đường đó, thì hiện tại bà con đã đi lại giao thương với bên ngoài rồi. Đây các bác xem, đường đi cũng rất là nguy hiểm, một bên là vực, một bên là đường. Chỗ này là nếu mà bà con mà uống rượu là không nên lái xe, rất là nguy hiểm. Năm nay thì cây ngô nó bị mất mùa rồi, nó bé, không to như mấy mùa trước. Có đi được không? Có đi được không ấy? Vâng vâng, thế cho em xuống dưới một tí. Cái đường này hơi nguy hiểm một chút các bác. Năm nay bà con thì lại thiếu nước trầm trọng để dùng rồi các bác. Sợ vào cua này là hơi khó nhở? Đấy, rất là khó các bác. Chỉ có những người lái xe quen ở trên vùng cao này, người ta đi những tuyến đường này người ta mới quen lái được. Úi dồi ôi, bà con đi lấy nước này các bác. Úi dồi ôi, nước này vẫn uống được à? Úi dồi ôi, xin chào vợ chồng nhà anh Của nhá. Lâu lắm rồi không gặp. Thế là mình lấy từng tí nước này là về uống.
Ấy của còn nhớ em không? Ui dồi ôi, về cho con cái tắm rửa sạch sẽ đi. Thực sự với các bác thì để bảo là tắm rửa sạch sẽ, nước còn không đủ dùng nữa thì lấy nước đâu ra mà tắm. Này anh Linh cho gói kẹo này. Đấy. Cháu xin chưa? Cháu xin chú, đi học kiểu gì? Cháu xanh à? Cháu xin chú. Cháu xin chú, học lớp mấy rồi? Học lớp mấy? Lớp 7 á? Lớp 1 à? Đấy. Đâu đi xem mẹ nào, ui ui. Anh của dạo này ở nhà làm cái gì rồi? Không có việc làm. Không có việc làm á? Thế ở nhà làm cái gì mà không có việc làm? Nhà là đi lấy củ. Đi lấy củi thôi à. Xong là trồng ngô, vun ngô. Ngô trồng hay. Thế là bây giờ vợ đang đi lấy nước xong là mình điệu nước về. Đây các bác xem. Ngày xưa cái hồ treo này thì còn dùng được này. Bây giờ bà con, cái nước này thực sự với các bác là cái tỷ lệ sạch thì nó không sạch đâu. Nước này thực sự quá là, nói một từ nó hơi ấy thì nó hơi bẩn một chút. Đây các bác xem, cái nước này lấy về dùng này. Thế đây này, nên là lò mùi chê hào hay ô đi à? À, có nghĩa lấy về uống và cho lợn nữa các bác. Đây các bác xem này, những con nọc nọc này. Đấy, nước nó không sạch. Khiếp thật đấy các bạn. À, lại chào anh Thò nhá. Lâu lắm không gặp rồi. Anh Thò giờ này đẹp trai nhở? Anh Thò đang bảo là ui nước vẫn còn đầy. Mà cho đây thì mua cho mẹ mẹ quân đi nên một bộ hộ đồ. Mua cho mẹ quân thì mà chế được hậu được chỉ mua nguồn nước này. Nước này thì bẩn quá các bác. Khiếp thật. Vừa đi học được về được một hai tuần rồi. Thế nhá, ở đây nhá, đi xuống nhà gia đình nhà anh Lầu đó. Gia đình nhà 8 người đó, bye bye nhá. Đấy, đây, các bác xem sách xanh hương về này. Thế là vợ tự xách lên, xong là đến là anh đi xuống đấy. Được, được, được. Anh của bảo là tí là lên, đi xuống kia lên nhà anh của chơi. Có xách lên được không ấy? Thiên dẹp vào đó. Bù xem vợ anh của đây. Đấy, phụ nữ vừng qua rất là khỏe các bác. Đấy. Đấy. Bát này lại bát nữa. Khổ quá. Không có nước để dùng. Đây lại gặp anh Thò ấy. Xin chào anh Thò nhá. Lâu quá không gặp rồi. Hả? Mùa nhìn mùa gì lò? Vừa đi đâu về? Lại Thò kê ủ trí. Anh Thò bảo vừa đi dạo đi chơi đi ngắm cảnh thôi các bác. Đấy. Nhìn đi xích thi thêm bữa dòng à? Nhớ bữa dòng hả? Dòng tiêu. À vẫn, anh Thò bảo vẫn cuộc sống vẫn ổn định. Đấy. Thôi mà nhắn đi nhá, mùa hao lấy gì nhá. Tạm biệt anh Thò nhá. Đấy, chào anh Thò nhá. Mỹ Linh lại tiếp tục đi xuống dưới kia để chào những cái phần quà cho gia đình của nhà 8 người, gia đình nhà anh Lầu. Thôi, đấy lại điệu từng can này đi về à? Đấy. Thôi về nhá, bye bye nhá. Đi xuống dưới này đã. Được rồi, được. Đây các bác xem từng cái can này này. Bà con cũng cho vào những cái can đấy để lấy những cái can như thế này. Mà bây giờ nước ở đây ui cạn luôn, còn một tí này thôi. Khổ quá các bác. Thôi mình lại tiếp tục đi xuống dưới khu của nhà anh Lùng dưới này. Ôi, xin chào nha, nhớ tôi rồi. Đấy, đấy thì mấy vợ chồng về đây xong là nhấc một ít đồ để em mua cái quà này của cô Lê Trương gửi cho gia đình mình. Có vẻ gia đình nhà anh Lầu không? Đấy. Thế thì nhấc đi xong là có gì xong lấy đi xuống nhà luôn. Dạo này gia đình nhà anh Lầu khỏe không? Hôm nay làm gì ở nhà? Ở nhà là cắt cỏ. Cắt cỏ à? Thế là con gái thì là học xong rồi à? Nhỉ, số. Dạo này bà con ở đây có đủ nước dùng không? Không có. Không có nước dùng luôn à? Có mỗi một tí giống như kiểu trên này mà lúc nãy Linh vừa thấy là gia đình nhà anh của đi lấy nước. Đấy, thế bà con vất vả quá. Không chờ mua thì có nước thì có ít thôi. Đấy thì thế cháu Linh với nói với các bác là thời tiết trên vùng cao này mình chỉ mong là mưa. Mà mưa thì vừa mưa phải thôi, mưa nhiều quá thì lại nguy hiểm. Lại sạt lở, lại rất là nguy hiểm luôn đúng không? Đấy.
không mưa thì lại thiếu nước uống, mà thiếu nước dùng, cây thì lại là bị héo, bị chết đi. Vâng. Thôi mình nhấc cái này đi xuống nhà đi nhờ. Vâng. Bây giờ có ai ở nhà không? Còn bà với các con ở nhà thôi à? Bà ở nhà mà. Thiên thiên đi một thiên một. Đây. Đây, cho... đây, đây. Cầm. Đấy. Anh nhấc cái này đi. Vâng. Tại vì anh con trai khỏe nên là phải nhấc cái này. Đấy, bây giờ thì mời các bác cùng với cả Minh Linh đi xuống gia đình của nhà anh Lầu. Thiếp vào đâu? Lửa lửa hộ, hộ 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 cho anh ấy lên lưng. Phát nhận cho xó cả hai người cũng... Được không? Đây. Đấy. Được không? Có khỏe không? Đấy, có cả con gái đến đón luôn à. Con gái lên cùng luôn à. Đấy, đi, 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 đi xuống nhà đi. Đấy, bây giờ Mỹ Linh đang cùng với gia đình đi xuống nhà của gia đình anh Lầu, em gái của anh Lùng. Đây, hiện tại Mỹ Linh đang cùng với cả gia đình nhà anh Lầu đây, đi xuống nhà. Cái gì nhỉ, cháu tên là gì nhỉ, quên rồi nhỉ. Có nặng không đấy, anh Linh cầm hộ cho. Lừ lừ cầm hộ một ít cho em đấy. Ốp mút ở trên mềm quá à. Đây, lừ cầm hộ một ít. Đấy, trên nhau cầm không sao. Cầm mỗi người cái bánh kẹo này thì nhẹ rồi. Tên là Pà nhỉ. Hả, cháu tên là gì? Cháu tên là gì? Lấy hộ anh cái mic kìa. Tên là Giàng Sì Pà. À đấy, cũng thế là mình vẫn còn nhớ tên các bác. À, Giàng Thị Mỹ. À đây, đây đứa nhỏ với là Giàng Thị Pà. Thế là mình được nghỉ hè rồi đúng không? À. Thế năm nay là lên lớp mấy rồi? Lên lớp 6 à? Ờ, thế cố gắng học nhé. Đấy, thì anh Linh còn vào thăm suốt. Thì hôm nay thì cũng quay trở lại gia đình của nhà anh Lầu đây. Gia đình nhà 8 người, em gái của anh Lùng. Thì cũng sau một thời gian 3 tháng thì Mỹ Linh cũng đi sang bên trường để học ấy. Thì cũng không có thời gian quay trở lại đây. Thì hôm nay Mỹ Linh vào đây thì cũng mua một cái phần quà nhỏ nhỏ, nhu yếu phẩm để cho gia đình của cho gia đình của nhà anh Lầu. Đây là cái món quà của cô Lê Trương có gửi cho đến gia đình của nhà anh Lầu đây. Thì một hai hôm nữa thì mình sẽ đến trao cho gia đình của nhà anh Chứ, cũng là gia đình nhà 8 người với cả gia đình của nhà anh Lùng. Đây là cái món quà của cô Lê Trương có gửi cho Mỹ Linh. Thì Mỹ Linh sẽ gửi lại cho thay mặt cô Lê Trương để gửi lại cho các hộ gia đình ở đây, đặc biệt là ba cái hộ gia đình ở đây nhé. Hiện tại đang trên đường đi xuống. Thế còn một em trai nữa đâu rồi? Hai em trai đâu rồi? Bà Mỹ ở nhà, đang ở nhà. Đấy, đang đi xuống nhà đây các bác. Đây, cho mọi người đi trước, Linh đi sau cũng được. Có nặng quá không anh Lầu? 50 cân không nặng à? Úi dồi ôi, như kiểu mình nhấc hai cái chân giò đấy mà. Thế bây giờ cho điệu vợ có điệu được không? Vẫn điệu được à? Nhưng vợ còn nặng hơn cái bao gạo này chứ. Chêu anh Lầu một chút các bác. Đấy, có bao gạo này là không phải lo đói rồi nhờ. Đợt này ở nhà ngô còn không? Còn ít thôi à? Đây cháu Linh. Hả? À, may là gia đình có ăn kiểu tiết kiệm đúng không? Nếu mình không ăn tiết kiệm là bây giờ là cũng hết rồi đấy nhờ. Ngô thì bây giờ cũng chưa chín các bác. Mới bắt đầu lên bắp thôi các bác. Đây, hiện tại thì Mỹ Linh đã đến cái căn nhà của gia đình của nhà anh Lầu. Gia đình nhà 8 người đây. Đấy, các bác xem cái căn nhà đây thì các bác cũng biết là đấy, chỗ này là mái bạt thì nó cũng bị rách hết rồi. Anh Lầu ơi, sao mái bạt này là nó rách hết rồi? Ui dồi ôi. Đấy, không lửa cầm cái không có tiền mua. Thế mình đi làm thuê mấy lần tiền đâu hết rồi mà bảo không có tiền mua. Hả? Dùng hết rồi. Dùng hết rồi. Thế lửa lấy cái muối này cất vào trong kia. Đấy. Xem có kẹo thì bóc kẹo cho ăn luôn mà. Phải than. Phải than lên nó. Phải than cho mình. Mì. Đấy. Ôi ôi, cái này che này thì mưa nó chả bắn vào nhà hết à? Vào hết rồi. Vào hết à? Vâng.
Cái bàn này một mét thì 30 ngàn. 30 nghìn thôi à? Vâng, vâng. Một mét 30 nghìn. Thế gia đình mình không có đồng nào để mua luôn. Không có tiền mà không mua. Không có tiền để mua. Thế đợt này là bao nhiêu mét? 10 mét. 10 mét. Vâng. Đấy, 10 mét là... 10 mét, 1 mét 30 nghìn là 300 nghìn đấy. Đấy, chia kẹo cho trẻ con ăn nhá. Hồng à, đây là Hồng nhỉ? À, chứ. Hồng chưa... Hà Hồng chứ, đây là Hà chứ, chứ đâu? Anh là Hà. Ừ, Hà. Kia là Hồng mà. Hôm một hôm không đi chơi chứ. Đây Hà này. Hà không chào chú Linh à? Ừ, đấy ngoan này. Đấy, xin chào nhá. Ừ. Tua bà. Ở đây bà đây. Đây là bà ngoại bà nội nhỉ? Bà nội à? À mẹ của anh Lầu đúng không? Mẹ rồi, mẹ của anh. Đấy thì đây là cái căn nhà mà gia đình của nhà anh Lầu, gia đình nhà 8 người em gái anh Lùng đang sinh sống đây các bác. Hiện tại thì cái máy bạt ở tre chỗ cái khu vực trước cửa hiên nhà thì hiện tại nó đã bị rách hết rồi. Đấy. Đây gia đình đây. Bây giờ mình đang đi vào trong này. Đây thì anh Lầu vào đây em bảo. Cái giường mới đi đâu rồi? U trẻ to. À ta cho bây giờ đố với u trẻ to. À. À. Mốt từ từ li à u trẻ. Có nghĩa là hai vợ chồng bảo là cái giường đấy mới thì trẻ con này nó hay cầm dao. Đó đó. Hay hỏng. Thế là vẫn ngủ là được. Đấy thì em cũng thông báo luôn đấy. Thì anh Lầu ơi, về em thông báo luôn. Cái bao gạo, cái phần quà này nhá, là cái phần quà của cô Lê Trương. Đâu gạo, đồ đâu hết rồi. Ở đây. Đây một Mỹ Linh hôm nay thì cũng mua một bao gạo đây nhá các bác. Với cả một thùng mì đây. Với cả một ít là mắm muối mì chính, à muối đây. Bà con thì chủ yếu các bác biết ở vùng cao thì bà con thích ăn muối. Với cả một ít bánh kẹo đây, với cả chai dầu ăn cho gia đình của nhà anh Lầu. Thì cũng thông báo cho anh Lầu biết như thế. Thì Mỹ Linh cũng hôm nay cũng mua hết là 1.060.000 cái phần quà này cho gia đình của nhà anh Lầu. Thì đây là cái phần quà của cô Lê Trương. Thì không biết là anh Lầu có gửi lời cảm ơn đến cô Lê Trương không. Cô đã gửi món quà này cho gia đình mình. Nói chung là cũng như kiểu là cứu giúp đỡ gia đình mình cái mùa hết hạt này. Anh xin cảm ơn cô Lê Trương nhưng mà em con à, con em lên chưa? Con cảm ơn cháu cảm ơn cô Lê Trương. Cháu cũng cảm ơn cô Lê Trương. Ừ, đấy cô Lê Trương thì cũng gửi món quà này đến gia đình mình. Thì cho một mùa bao gạo là kiệu mưa mua cho cháu. Cháu xin con cô Lê Trương. Được. Thế rồi. Đấy thì đây bên này thì là bà đây. Đấy. Hỏi xem là sức khỏe dạo này bà có khỏe không? Nè nè nhau chê à, sinh thí tế bùa rong à bò. Mô, tự chí mô, lào hà, nè hà chí mô mô. À, bà. Lào hà chí mô à, mẹ chí mà mẹ chí xí mô à. Tô hà mô mô. Mẹ chí à, mẹ chí bê hà, mẹ chí nhì mô xuyên môn chứng, kiểu mô chứng môn chứng, thầy hơi hồ chứng à. À, có nghĩa là anh Lầu. Mô chá cỏ, nền chí à, khó xí có cháu thì à. Bà thì bảo là bà đang rất là khỏe. Còn anh Lầu thì là... Bà đang nói là anh Lầu thì là bị đau gan hay là đau tim gì đó. Thì Mỹ Linh cũng không rõ, để tí Mỹ Linh hỏi lại chỗ anh Lầu xem là bị ốm cái gì. Đấy. Thì dạo này bà cũng nói là sức khỏe của bà cũng rất là tốt các bác. Mà chỉ mua... À chỉ khỉnh lại rồi bà. Xong nếu mà đau xong là... Tầm 75, 78 thôi, tầm đấy thôi. Chứ không phải 80 đâu. Hà đang ăn cái gì đấy? Hả? Đang ăn cái gì đấy? Hả? Uống nước canh à? À, vừa mới dậy nên ăn cơm. Hôm nay Mỹ Linh vào bản hơi sớm các bác. Hiện tại bây giờ là đang 8 giờ ở trong bản thôi. Đấy. Đây là canh của mình à? Hả Hồng? Hà? Đúng không? Đúng. Đúng à? Thế là mấy hôm nay được nghỉ hè rồi đúng không? Đúng. À, thế được học sinh gì? Học sinh lớp 3. Hả? Học sinh lớp 3. Học sinh lớp 3 à? Thế đi học sinh lớp 3 có được học sinh hoàn thành nhiệm vụ hay là học sinh xuất sắc?
sinh xuất sắc. À, học sinh xuất sắc à? Ui, chúc mừng nhá. Ừ, cố gắng học giỏi đi nhá. Đây đây là cái phần à, cơm mà gia đình nấu với buổi sáng ngày hôm nay là mèn mén đấy các bác. Với cả ăn với rau à, rau bí như thế này thôi. Đây các bác, rau bí thì bà con hái về sắn để như thế này rồi. Cũng chỉ ăn như thế thôi à, không còn thịt gì hết à? Hiện tại thì các bác biết là gia đình ngô thì cũng đã hết rồi. Ngô thì còn một tí như thế này thôi, cũng hết sạch rồi. Đấy. Thôi cố gắng. Thế bà bảo là dạo này đang ốm à hay thế nào? Ốm là đau... Đau ở đâu? Đau tim, đau gan. Đau tim, đau gan á? Thế mình đi viện chưa? Chưa. Thế đi viện đi. Bây giờ mình phải đi viện thì mình mới biết được. Chứ không có tiền đi viện. Bây giờ có thẻ bảo hiểm nên mình phải đi chứ. Có thẻ bảo hiểm không? Có thẻ bảo hiểm không có. Thế thì mình... Thẻ bảo hiểm làm gì không có? Có, bây giờ mình xem là mấy không? Thẻ bảo hiểm đi khám bệnh. Thẻ bảo hiểm không có thì đi ra xã làm đi, xong là mình đi khám bệnh đi. Thẻ bảo hiểm nhá. Thẻ không mua. Thẻ không mua. Đấy, không có à? Có mua à? Mua mà. Mua thì đi khám đi nhá. Đi khám đi xem là nó ốm đau thế nào. Không đến lúc nặng rồi thì mình với ấy thì nó muộn rồi. Đấy. Xong rồi đi khám đi nhá. Chúa xin trách mua, xin trách mà mù chứa mó đi nhá. Đấy, xong bảo bố là đi khám bệnh đi nhá. Bà nhá. À, mỉ nhờ. Không, khám thẻ bảo hiểm kia không mất tiền. Nhà nước hỗ trợ. Đấy. Mình chỉ cần có một ít tiền đi lại là được. Mình ra đấy mình chụp chiếu xem là bị làm sao. Nếu mà không sao thì mình về mình tiếp tục công việc. Không đến lúc. Thẻ đi khám. Đấy, đấy. Đấy, được rồi. Thế nhá, hôm nay thì Linh cũng đến đây là cũng trao cái phần quà của Lê Trương cũng xong rồi. Thì là cũng qua đây thì chắc là Linh cũng chào tạm biệt gia đình để Linh đi về đây nhá. Mà hái này nhá, có gì thì em cũng đi về đây đây nhá anh Lầu nhá. Xong có gì chào gia đình thì Linh cũng đi về. Đấy các con đây. Đấy bây giờ lớn rồi. Sau 3 tháng cũng gặp lại đứa nào cũng lớn này. Đứa này ấy mặt nó phải sạch sẽ này nhá, không được nhem nhuốc như ngày xưa nhá. Đấy đứa này cũng mặt trắng mặt sạch sẽ này, không nhem nhuốc rồi. Đấy. Nhem nhuốc quá đây. Ai cũng cười các bác. Thôi có gì Mỹ Linh cũng xin chào tạm biệt gia đình nhá. Mà bỏ lên nhót này nhá. Ông ít tu một chê nhá. Bỏ nóng thì ngái hoa qua tôi tụ phong à. Tôi tàu này mà mua tàu này trên này nhá. Đấy có gì chào chị nhá. Không về đây nhá. Anh Lầu ơi có gì tạm biệt nhá. Em đi về đây nhá. Tạm biệt anh Lầu. Đấy đây anh Lầu. Xong rồi có gì là đi khám sức khỏe đi nhá. Đấy nhá. Thôi chào Mỹ với cả mọi người nhá. Anh Linh đi về đây. Má nhót nhá. Đấy vừa rồi thì Mỹ Linh được rồi, đi về đây nhá. Đấy gia đình xem cố gắng xem là nấu cơm gạo cho các trẻ con ăn nhá. Không đợt này nó ăn mẻ mén hơi nhiều ấy. Ngô thì cũng gần hết rồi đúng không? Không còn gì đúng không? Đấy. Đấy chào Hà nhá, anh Linh đi về đây nhá. Bye bye nhá, tạm biệt nhá. Hả? Nhá, có gì em về đây, anh Lầu ơi. Được được. Rồi rồi em đi về đây, em đi về đây. Chào tạm biệt anh Lầu nhá. Đây các bác để vừa rồi được rồi. Vừa rồi thì Mỹ Linh cũng quay trở lại chỗ thôn làng tỉnh Giào B thuộc xã Lũng Pù huyện Mèo Vạc. Thì Mỹ Linh cũng trao cái phần quà của cô Lê Trương đến tận tay của gia đình nhà anh Lầu ở đây. Thì gia đình hiện tại thì vẫn đang nhà. Thì gia đình của nhà anh Lùng với cả gia đình nhà Chứ thì bên nhà kia thì hôm nay là bà con đi vun ngô hết rồi, không ở nhà. Thế nên Mỹ Linh cũng không thể là mua được quà để trao cho hai hộ gia đình đó. Thì để hôm khác thì Mỹ Linh sẽ quay trở lại đây và Mỹ Linh sẽ trao những cái phần quà cho các hộ gia đình, đặc biệt là gia đình nhà anh Lùng và gia đình của nhà anh Chứ, gia đình nhà 8 người. Và cái thước phim của Mỹ Linh cũng đến đây kết thúc rồi. Thì một lần nữa Mỹ Linh cũng xin thay mặt gia đình của nhà anh Lầu, gia đình nhà 8 người em gái anh Lùng cảm ơn món quà của cô Lê Trương, một món quà rất là ý nghĩa trong cái thời gian này. Và thay mặt gia đình chúc cô và gia đình luôn dồi dào sức khỏe và luôn thành công trong công việc. Cảm ơn cô rất là nhiều. Cô đã luôn đồng hành và ủng hộ cho kênh của Thảo Mỹ Linh từ cái đợt đầu cho đến bây giờ. Cảm ơn cái tình cảm của cô Lê Trương đã luôn đồng hành và ủng hộ cho kênh của Thảo Mỹ Linh. Và cũng qua đây thì xin chúc cô và gia đình luôn dồi dào sức khỏe và mạnh khỏe trong cuộc sống. Và bây giờ thì Mỹ Linh sẽ tiếp tục cái hành trình của mình là lại đi lên chỗ phía mà Mỹ Linh đã để xe máy ở phía trên cái tuyến đường đó các bác. Các bác thấy những thức phim của Mỹ Linh hay và ý nghĩa thì các bác hãy đăng ký kênh, ủng hộ cho Mỹ Linh một nút like, một nút chia sẻ, một nút subscribe để cho kênh của Mỹ Linh lan tỏa nhiều hơn đến quý vị khán giả hay là quý vị Mạnh Thường Quân để Mỹ Linh tiếp tục cái con đường thiện nguyện của mình ở trên vùng cao này.
rất là cảm ơn các bác rất nhiều. Đây mình đang trên đường đây. Mùa này thì có cây ngô thì hơi xanh ấy. Mình đi qua đây thì mình va vào cây ngô này nó hơi ngứa một chút.